trên trò chơi hoặc chơi qua, và trò chơi được coi là tương lai của toàn bộ. Ngành công nghiệp game là thứ duy nhất còn lại. Chúng ta cần làm là sử dụng các trò chơi tiềm năng và đầu tư vào video này. Tôi sẽ khám phá 5 titanium khác nhau, trò chơi mà nhóm của chúng tôi cho là tiềm năng vào năm 2024, mặc dù sáo rỗng như bạn phải nói. Đây không phải là lời khuyên tài chính, mà là ý kiến từ một người chơi đồng nghiệp. Bạn có thể lấy điều này từ một cái nhìn chủ quan và nhớ tự nghiên cứu. Trước hết chúng ta có Lunar Jersey. Đây là một thần tượng, trò chơi RPG với phong cách nhân vật anime, có nghĩa là họ sẽ chiến đấu một mình sau khi được sắp xếp. Bạn có thể nói thể loại thần tượng hơi đông đúc và trò chơi không thể nổi bật. Nhưng trên thực tế vội vàng là được tư vấn bởi một trong những nhà lãnh đạo trò chơi thành công nhất, đó là Mishita Alamhou từ Bumker Zito. Anh ấy đã có hàng nghìn năm phát triển trò chơi và thành lập một công ty có nhiều hơn 100 triệu lượt tài xuống. Hiện tại cũng là cố vấn cho CBC Zito. Bây giờ trở lại trò chơi, chúng tôi có các nhân vật khác nhau với mỗi người có số liệu thống kê khác nhau, thiết bị và kỹ năng, và để tối đa hóa tỷ lệ chiến thắng. Người chơi, anh cần cẩn thận chọn đối thủ phù hợp. Và kỹ năng nhân vật mặt trăng có 3 chế độ cơ bản. Trận đánh trùng PvP và các giải đấu với tính năng bảng xếp hạng, tích hợp vào hệ thống khen thưởng. Ngoài việc cạnh tranh với nhau, người chơi cũng có thể tham gia giao dịch để kết nối và cộng tác với các thành viên khác. Tham gia các trận đấu trong một trò chơi có thể kiếm cho bạn một số tiền. Trò chơi cũng có một số vùng đất hạn chế, cái nào nên sử dụng để thuê và làm nhiệm vụ. Cuối cùng, đất đai và chiến binh có thể được đưa ra thị trường để cho thuê và bán thu lợi nhuận cho chủ sở hữu. Có một lực lượng khổng lồ gồm gần 200 đối tác, cộng đồng và các nhà đầu tư, bao gồm X21, Eversita và Bumker Zito. Với Bumker Zito, về mặt kỹ thuật là một quả bom trong ngành công nghiệp game, 2,9 triệu đô la đã được đầu tư vào trò chơi. Và con số sẽ không dừng lại ở đó. Từ thiết kế anime, tôi phải nói, Lunar Jersey sẽ lọt vào mắt xanh của những người đàn. Nếu bạn muốn chơi Lunar Jersey, nó dự kiến sẽ được đưa ra trong quý đầu tiên của năm nay, vì vậy hãy theo dõi điều đó. Nếu bạn đã theo dõi mạng xã hội gần đây, bạn phải là cảm thấy quen thuộc với trò chơi thứ hai của chúng tôi trong danh sách. Trò chơi này sâu cân giá đã tăng gấp đôi vài ngày trước và được hỗ trợ bởi một trong những khối tốt nhất trong trò chơi, nhà đầu tư, và không nghi ngờ gì nữa, Meiji Goshi đã giành được vị trí của nó là một trò chơi RPG 8-bit trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Meiji Goshi tự đứng vô hại. Không giống như các chiến binh anime Lunar Jersey, trò chơi này lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp, mang đến những nhân vật thần thánh. Mặc dù ẩn danh, Minikasi có một trong những đội tốt nhất, trò chơi được thực hiện rất tốt, rằng nó được hỗ trợ bởi nhiều nhà đầu tư lớn và BCC. Chúng tôi đã nở vốn đầu tư mạo hiểm lớn nhất ở Hàn Quốc. Chúng tôi có Mishita BC, YouTuber nổi tiếng, Weapon Maker và nhiều hơn một cá nhân đặc biệt. Tôi cũng muốn đề cập đến là Alex Baker, một trong những thủ lĩnh ngôi sao nổi tiếng nhất trong thị trường tiền điện tử với tư cách là cố vấn của trò chơi. Thuốc có 2 chế độ. Chế độ đầu tiên là chế độ bình thường. Các nhân vật sẽ tự chiến đấu, tạo ra dòng thu nhập chữa thảo cho người chơi. Nhưng vì nó tự động, phần thưởng sẽ không quá nhiều. Mặt khác, chế độ thăng cường sẽ có rủi ro cao và phần thưởng cao. Trong những người chơi nhỏ, người tự điều khiển các nhân vật, người chiến đấu và đột kích các mục tối, NFT có cuộc sống hạn chế. Và nếu bạn mất tất cả cuộc sống của bạn, nhân vật của bạn sẽ chết vĩnh viễn và không thể tham gia vào chế độ Hako. Megagasi hiện đang bán NFT. Đối với tính năng đúc, tôi cũng có một cái cho riêng mình. Và từ kinh nghiệm của tôi, tốt nhất là mua NFT trên giao dịch game phi, thay vì đi may mắn. Nếu bạn không có nhiều vốn để chi tiêu, sẽ ít rủi ro hơn nhiều nếu bạn làm theo cách đó. Trò chơi được mong đợi là có sẵn vào quý 2 năm 2024. Nếu bạn muốn chơi, vì vậy hãy theo dõi điều đó. Tiến lên vị trí thứ 3, chúng ta có Ninigo, là sự kết hợp của Kasaninger. Tương tự như Lunar Jersey, đây cũng là một trò chơi vận hành thần tượng với một hệ thống trò chơi khác. Ngoài cuộc gọi tự động, trò chơi cũng có một lối chơi phức tạp hơn, với nhiều số liệu thống kê hơn cho những người chơi điều khiển lâu đài. Có các yếu tố và những yếu tố nhất định, người có lợi thế hơn các yếu tố khác. Họ cũng có các thuộc tính và gen để tạo ra nhiều loại mèo khác nhau, đặc biệt là với cơ chế chăn nuôi. Như bạn có thể đúc các NFT mới vào bộ sưu tập của riêng mình và tham gia nó trên thị trường. Về các chế độ chơi Indigo, chúng tôi có chế độ PvP và PvE, với đấu trường đặc biệt hàng tháng mà bạn có thể kiếm được khi chiến thắng.
Gần đây đi, được báo cáo là có đánh bóng, gửi với điểm số và vượt trội hơn thị trường tiền điện tử. Hoạt động tốt trong quá khứ. Đằng sau bất kỳ bước đi nào là một loạt những người ủng hộ tốt, bao gồm Lonson và Avisita. Cho đến nay, Lonson đã có một cộng đồng lớn. Với các khoản đầu tư thành công vào các dự án game năm, chẳng hạn như Citep Hero và Hero Pháp nữa, vùng khởi chạy đặc biệt là bệ phóng duy nhất mà Bunker Zipto sử dụng. Vì vậy, nếu bạn muốn tham gia dự án, bạn nên nhanh lên vì trò chơi sẽ phát hành trong tháng này. Đứng thứ tư trong danh sách là CBC Crypto. Miễn phí để chơi và đặt một trò chơi. Nó là một metaverse không gian và trong metaverse này, bạn điều khiển tàu vũ trụ của mình để chống lại lực lượng hoặc với những người chơi khác. Chúng tôi cũng có cơ sở là chính NFTC và có thể được sử dụng để tăng sức mạnh cho tàu vũ trụ. Để biết thêm về lối chơi, đồng nghiệp Alan của tôi đã làm một video chi tiết về nó. Vì vậy các bạn có thể kiểm tra nó. Đội ngũ đằng sau CBC Crypto là vẻ đẹp, nền tảng ổn định của dự án. Chúng tôi có Misita Asung đã ở Vagangan, là một công ty trò chơi kỳ lân ở Việt Nam. Chúng tôi cũng có Misita Sanguin và Misita và có rất nhiều kinh nghiệm phát triển trò chơi. Khía cạnh khác là khu kinh doanh, có thể được đảm bảo bằng cách xem xét các cố vấn. Chúng tôi có ông giáo viên, người sáng lập Poker Hunger Z và Misita Lambo. Ai là người sáng lập và CEO của Bunker Crypto? Đó đều là những nhà lãnh đạo cực kỳ thành công và có thể giúp CBC Crypto đạt được thành công của họ. Ngoài đội ngũ tuyệt vời, CBC Crypto cũng có một bộ hỗ trợ chúng tốt. Tôi trong các đối tác tên phổ biến như tôi thấy lắp. Rất các game năm từ tiền điện tử và đam mê câu ra khỏi danh sách. Những công ty này đã thực sự thành công về các khoản đầu tư trong trò chơi năm. Tiền điện tử sẽ ra mắt vào quý 2 năm 2022, vì vậy các bạn có thể kiểm tra nó. Trò chơi cuối cùng tôi muốn giới thiệu là trò chơi song song. Đây là một metaverse vô tận, nơi bạn có thể tạo NFT của riêng mình và được bảo vệ bởi bản quyền năng cao, công nghệ bảo mật. Người chơi sẽ được tặng một nhân vật miễn phí và tham gia vào các hoạt động như khai thác mỏ để có được nhiều khối hơn và tắt tiếng dù lượn ban đầu của riêng họ hoặc NFT trong trò chơi. Về bản quyền trò chơi, chúng tôi có hệ thống thủy điện để đảm bảo NFT là 85% duy nhất. Cho NFT sau khi được tạo, có thể được bán trên thị trường và nó hoàn toàn kiểm soát để quyết định. Thiết kế của NFT bản chất của việc trả tiền cho phép là sự đa dạng của các hoạt động bạn có thể làm. Bạn thậm chí có thể tổ chức một lễ hội âm nhạc trong metaverse này, song song được hỗ trợ bởi mạng cáp Zeta. Khi đi tên Venturec và hợp tác với 30 công ty, tôi đặt một nhóm Kiwi và một Big Venturec một vài trong số họ. Chúng ta cũng cần nói về Bắc Venture. Ai sở hữu Bắc Studio? Đó là một đội ngũ tiếp thị thực sự mạnh mẽ ở Việt Nam, đã có kinh nghiệm hỗ trợ game năm và các dự án blockchain trong quá khứ. Các cố vấn bao gồm người sáng lập Zeder, ông Humberlin Hezi Homak, người đã có gần 30 năm trong ngành công nghiệp game và là một phần của nhóm Eganer Pole Citizen. Chúng tôi cũng có người sáng lập công ty môi giới Capitan. Cách đây không lâu, song song đã đảm bảo thành công khoản đầu tư 4,3 triệu đô la. Và nếu bạn quan tâm đến một trò chơi được đầu tư cao như vậy, song song sẽ được phát hành trong quý này. Là trò chơi cuối cùng trong danh sách, nó cũng kết thúc video của chúng tôi. Đó là nó cho ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn đã ở lại cho đến cuối cùng. Hãy chắc chắn là người đầu tiên xem một trò chơi. Chống lại tin tức bằng cách đăng ký kênh và nhấn thích nếu bạn nghĩ nó hữu ích. Chúng tôi sẽ phát hành video mỗi tuần để ủng hộ các bạn. Tốt nhất tôi là Ellie và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.